Hello DJ Tít nhá. Đây, phải công nhận cái nghề này nó cũng đơn giản nhỉ. Chỉ cần VV mấy cái núm này, GG hai cái đĩa này. Nói thì dễ lắm anh ạ, nhưng mà làm thì khó lắm. Nói dễ làm khó á? Đây, chú hơi bị khinh thường anh đấy. Dù sao nhá, ngày xưa nhá, anh đây nhá cũng đã có đến 3 năm kinh nghiệm làm DJ rồi. Wow. Ok. Thế chứ nào? Anh có thử thế nào? Nghe này. Ui anh ơi. Được được. Như thế người ta không nhảy ở đâu. Thế á? Ừ. Nhưng mà ngày xưa anh có kinh nghiệm 3 năm là anh kiểu 3 năm anh đi làm DJ ở đâu? Anh kéo điện lưới ấy, kéo dây điện vào tận ở trong bản luôn mà. Ok luôn. Ờ thế nó không giống nhau à? Không giống nhau. Thế bây giờ là mình làm DJ không được thì mình làm dancer. Dancer, ok. Chị em là công cụ, còn trái tim anh là đồ. Đưa anh vào trong náo nhiệt. Điện, lao động vất vả quá nhờ anh nhở. Nhưng mà em thấy anh có năng khiếu về làm dancer không? Dạy được không? Anh ơi, em thấy bây giờ là anh nên làm dancer. Ờ thế chuyển hẳn sang làm dancer mà không phải làm quản gia nữa. Không làm quản gia nữa? Không làm quản gia làm gì? Ờ nhờ, biết đâu tự nhiên mình lại trở thành ngôi sao dancer nhỉ. Mà muốn làm ngôi sao dancer thì anh phải có một cái nghệ danh nào đấy. Nghệ danh à? Ừ. Thế bây giờ anh tên Bắc thì anh lấy là Bắc Bắc gì nhỉ? Bắc Long Quăng. Bắc Long. Hơi bị xỏ xiên nhau đấy nhá. Xỏ xiên gì không đúng à? Từ nãy đến giờ làm thì không làm, nhảy như con Long Quăng đấy. Cái gì mà anh không làm việc? Anh đang làm việc đấy thấy. Làm việc cái gì? Anh ơi, anh biết sắp đến giờ khách mời người ta đến rồi không mà. Okay. Em anh nhìn bàn ghế sọc sạch thì chưa chuẩn bị được một cái gì cả. Ôi, hôm nay toàn bộ này là anh set up là nó phải như thế này. Nhìn có vẻ là nó lộn xộn nhưng mà thực ra là nó lộn xộn thật. Hơi. À thế thì bây giờ nhá, anh cứ test âm thanh ánh sáng đi. Ừ. Làm đi dancer đi để em vào em mách Nguyên Khang. Ừ. Hả? Đây. Gì mà mách? Tôi nói cho cô biết cái chỗ của anh Khang không sớm thì muộn là anh cũng ngồi vào này. Anh ơi, anh hả? Khang bảo cái chỗ của anh ý là về sau anh ý mà về vườn thì là sẽ là của em. Này, biết là che già măng mọc nhá, mọc đâu thì mọc chứ đừng có chọc vào cái chỗ của thằng này. Chỗ này chỗ của em. Của anh. Của em. Thì nói chung là em không nói chuyện về của anh hay của em nữa. Bây giờ đây cả khách sạn có hai anh em mình làm quản gia thì đùm mọc lẫn nhau chứ đúng không? Được. Thôi gạt với vấn đề là ghế ra đi nhá. Bây giờ để nói về dancer đi. Nhảy đi. Là phải nhảy như thế này. Phải nhảy như nào? Đấy. Đấy. Sờ. Đấy. Này. Tính ra là bây giờ là khách sạn 5 sao là càng ngày càng đẳng cấp ấy nhỉ? Bây giờ thuê luôn của dancer về đây. Anh chả biết gì cả. Khách sạn chuẩn bị tiến tới là khách sạn 10 sao rồi. Thuê dancer phải đẳng cấp như này chứ anh. Ừ dạ. Thế là chào hai bạn nhá. Thế hôm nay là được thuê đến đây là cắt xê là bao tiền đấy? Đến đủ biết là để tính nhá. Ví dụ mà dãy theo kiểu này. Cái gì? Đang hỏi. Tránh hộ cái. Ôi giời. Dạ. Em còn không nhận anh sao? Không ạ. Có. Hồi nãy anh nghe cái gì loáng thoáng ở trong đó thay thế vị trí ai nhỉ? Dạ đang nói với anh ta. Có phải tụi em không? Không. Không hề, đúng không? Dạ. Chắc chắn là anh nghe nhầm. Dạ. Mấy đứa trẻ ngoài kia nó dại dột, nó nói như vậy thôi. Chứ làm sao mà anh còn khỏe, trẻ, khỏe như vậy mà anh về vườn sớm được đúng không? Đúng rồi, anh còn phải làm 100 năm nữa nha. Cho anh hỏi, tụi em chuẩn bị chưa đón khách chưa? Em chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ cần chờ khách đến đúng thôi. Xong chưa hết rồi. Em đã chuẩn bị là mời dancer về để nhảy cho khách mời một bài. Dancer, đúng rồi. Khách sạn mình đâu có đầu tư dancer gì đâu em. Anh cứ giấu bọn em, đấy thấy. Trời ơi, khách
mời. Thế đấy đã bảo rồi mà, thế là thuê bao tiền khách gì? Khách mời, trời ơi. Anh chị thông cảm. Quá chào khách, quá chào khách. Vâng ạ, khách sạn năm sao là trân trọng kính mến đón chào hai quý khách. Cái giá này đúng không? Dạ, thôi ạ, dạ. Vâng, anh chị thông cảm, nhiều khi nó nhảy quá cho nên nó bị long não, không nhận ra được vấn đề. Thưa quý vị, xin được giới thiệu biên đạo Viết Thành cùng với biên đạo Quỳnh Trang. Wow, nhảy khó như thế thì thực sự là mình cũng không nhảy được. Nghĩa là cái động tác này nó mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nó là đặc biệt luôn. Nó là, đây có nghĩa là kể cả có tập bao nhiêu lâu thì cũng không nhảy như thế, đúng nghĩa là bản năng. Vâng. Thật ra thì đây đến từ lò đào tạo thú nhúng, cho nên là những động tác vừa rồi đó là động tác nhúng cơ bản, thì rất mong là hai anh chị bỏ qua coi như chưa thấy gì cả. Bớt nhảy lại nha em. Dạ, ừ. Vâng, kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên phong cách năm sao trong chương trình Khách sạn năm sao. Nguyễn Viết Thành, một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho hip hop ở Việt Nam. Anh thành lập nhóm Big Toe, đưa nhóm nhảy tham gia nhiều giải thi đấu quốc tế và giành được nhiều thứ hạng cao. Hiện tại, anh còn thành công và nổi bật ở vai trò giám khảo của các cuộc thi uy tín và biên đạo chương trình lớn. Cũng là một vũ công, chúc Quỳnh Trang sớm giành được nhiều thành tích trong các cuộc thi. Cô giáo 9X còn đào tạo thành công cho nhiều vũ công nhí, là người dàn dựng, biên đạo cho nhiều chương trình. Vượt qua những sóng gió để sánh bước cùng nhau, vợ chồng Viết Thành, Quỳnh Trang không chỉ có nhiều thành tích trong nghề mà còn đã và đang đào tạo, dìu dắt nhiều thế hệ kế cận trong lĩnh vực vũ đạo. Quý vị đang cùng quay trở lại với phong cách năm sao của chương trình Khách sạn năm sao cùng với lại anh Viết Thành và chị Quỳnh Trang. Tôi có một vài cái từ khóa để trao đổi với hai vợ chồng. Từ khóa thứ nhất đó là vũ điệu. Hai vợ chồng nghĩ như thế nào về từ khóa này? Rất là quen thuộc. Và ví dụ như môn của em thì nó có rất nhiều vũ điệu khác nhau. Ví dụ như là vũ điệu về Latin, vũ điệu về Standard thì là có 10 vũ điệu cha-cha, rumba, về các dòng nhảy. Nhưng với anh Thành thì dùng từ vũ điệu có vẻ hơi sai ha. Đúng rồi, nó là style. Vâng. Thường là gọi là style luôn chứ không dùng từ vũ điệu hay là gì. Vâng. Nó hơi ngược nhau. Hơi ngược hoàn toàn nhau luôn ý anh. Chứ nó không liên quan gì đến nhau hết. Vâng, từ khóa thứ hai, giải thưởng, thành tích. Hai vợ chồng nghĩ gì về cái từ khóa này? Đối với em thì khi mà giải thưởng cá nhân của mình thì là rất nhiều giải thưởng cả quốc tế lẫn ở trong nước nữa. Đặc biệt là một cái vô địch hạng trẻ ở giải ở bên Thái năm 2009. Đấy là giải cuối cùng em thi đấu chuyên nghiệp. Và sau đó thì em dừng thi đấu và em chuyển sang đào tạo. Thì nếu mà nói đến giải thưởng thì sẽ có thể nói đến học sinh của em là giành vô địch châu Á rất là nhiều. Còn với anh Viết Thành thì sao anh? Huy chương của anh thì nó cũng không nhiều bởi vì cái thời của anh tập ấy. Thì hầu như là ở Việt Nam mình không có cuộc thi nào cho cái môn này cả. Thì đến lúc mà mình gọi là già rồi, đến năm 30 mấy tuổi rồi thì bắt đầu mới nhiều cuộc thi. Nhưng ngọn lửa mà muốn thi đấu ấy nó vẫn không thể tắt được. Và mình vẫn tập luyện đều như thế. 45 tuổi thì mình mới thi ở Thái và mình được giải nhì cái giải quốc tế đấy. Thì cái đấy là nó làm cho mình thỏa mãn đam mê. Nói chung là như vậy là đã thêm một cái nữa thấy sự khác biệt rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình qua cái từ khóa thứ ba đi. Từ khóa hy sinh. Em thường được gọi là kiểu về hưu non ấy anh. Về hưu non. Kiểu đến năm mà kiểu người ta 15, 16 tuổi sung sức nhất để thi đấu. Đến năm khoảng tầm 10 năm sau thì 15, 16 tuổi rồi em đã nghỉ thi đấu rồi. Thì là gọi là về hưu non. Thì cũng được coi là một sự hy sinh gì đấy. Vâng. Anh Thành nghe cái từ hy sinh xong anh bắt đầu nhìn đăm chiêu xa xăm và một cái khoảng không nào đó. Vì anh đang xúc động. Xúc động. Anh đang xúc động tại vì là thực ra là vợ anh ấy thì là người hy sinh quá nhiều. Thứ nhất là khi chấp nhận yêu anh là đã hy sinh rồi. Đấy, bởi vì là anh hơn Trang đến tận 20 tuổi. Đấy là một cái khoảng cách rất là xa. Thứ hai là khi mà Trang yêu anh ấy là anh hết tiền. Cái lúc mà Trang gặp anh là anh chả còn gì cả. Anh tiêu hết rồi. Anh tiêu hết tiền rồi. Như vậy thì thưa quý vị, qua cái chia sẻ này Nguyễn Khang phải dùng thêm từ khóa nữa là thông minh dành cho anh Viết Thành. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa cuối cùng, đó là từ vệ sĩ. Nếu mà để tất cả những người chơi với em và anh Thành biết, anh Thành mà chiều vợ số 2 thì không ai là số 1 cả. Nhưng mà tại sao anh chiều vợ quá vậy? Ở cái lứa tuổi của vợ anh thực ra là các bạn vẫn đang chơi, có rất nhiều người vẫn chỉ mãi chơi thôi. Thế nhưng mà vợ anh đã lo lắng cho gia đình. Cũng hợp lý ạ. Hợp lý ha. Chính vì lý do đó nên là anh luôn có cơ hội nào là anh muốn vợ anh được đi chơi, được đi khắp nơi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cuộc trò chuyện ngắn để một phần nào đó khách mời
mở ra, mở lòng nhiều hơn và chia sẻ với chúng ta. Bên kia thì đã sẵn sàng có những món ăn ngon để họ trải lòng nhiều hơn. Mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo, thực đơn bí ẩn của khách sạn 5 sao.